Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giá heo hơi ngày hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 10. Quý vị và các bạn thân mến, theo ghi nhận trong ngày hôm nay, giá heo hơi bình ổn và đi ngang trên cả nước. Giá heo hơi trên cả nước phổ biến trong khoảng từ 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg là nhiều. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc không ghi nhận dấu hiệu giảm thêm và hiện dao động quanh mức 54 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Do chịu tác động của sự kiện, một số doanh nghiệp chăn nuôi heo lớn giảm giá bán ra thêm 1.000 đồng trên 1 kg, nên khả năng trong 1-2 ngày nữa, giá heo hơi trong dân tại miền Bắc có khả năng bị giảm thêm. Tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định hay Hà Nam, giá heo hơi dao động trong khoảng từ 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Số địa phương có mức giá 58 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg không nhiều. Các tỉnh Trung Du và miền núi như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc hay Tuyên Quang, giá heo hơi dao động quanh mức 52 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Tại các tỉnh Tây Bắc, giá heo hơi hôm nay tại Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên giữ nguyên trong khoảng từ 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Tại Lạng Sơn, Lào Cai, giá dao động trong khoảng từ 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Do giá heo hơi tại miền Bắc không còn chênh lệch so với các vùng miền khác, nên các đầu mối kinh doanh heo cũng đang hạn chế việc thu mua heo từ các tỉnh miền Trung và miền Nam để đưa ra Bắc tiêu thụ. Thưa quý vị và các bạn, giá heo hơi trong dân phụ thuộc rất lớn vào giá heo hơi bán ra của các doanh nghiệp chăn nuôi heo lớn. Giá heo hơi trong dân sẽ tiếp tục giảm thêm khi các doanh nghiệp chăn nuôi heo lớn tiếp tục giảm giá bán ra. Giá heo hơi hôm nay tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên không giảm thêm mà duy trì ở mức 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Trong đó, khu vực Bắc Trung Bộ, giá heo hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An cao nhất cũng chỉ đạt từ mức 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Thậm chí, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị hay Thừa Thiên Huế còn ghi nhận mức giá thấp hơn, thấp nhất trong ngày hôm nay chỉ đạt 53.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Nam Trung Bộ ghi nhận giá heo hơi tại Quảng Nam, Đà Nẵng giá dao động trong khoảng từ 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Còn tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên hay Khánh Hòa, giá ở mức 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại Tây Nguyên cũng ghi nhận không có sự thay đổi, mức giá bình quân trong khoảng từ 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg là phổ biến ở hầu hết các địa phương như Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum hay là tại tỉnh Đắk Nông. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam cũng ghi nhận đi ngang. Ở khu vực miền Đông Nam Bộ, giá heo hơi tại Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh dao động quanh mức 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Tại các tỉnh Tây Nam Bộ vẫn duy trì giá thấp, phổ biến trong khoảng từ 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Mức giá cao 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg khá hiếm. Theo Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, tổng lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn trong ngày hôm nay giảm nhẹ, chỉ còn khoảng hơn 4.600 con và giá thịt heo sỉ loại 1 giữ ở mức 75 cho đến 77.000 đồng trên 1 kg. Còn loại 2 giá từ 50 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là giá heo hơi cụ thể tại từng địa phương trên cả nước trong ngày hôm nay. Tại Hà Nội, bình quân trong khoảng từ 55 cho đến 57.000 đồng. Hưng Yên, 56 cho đến 58.000 đồng. Thái Bình, 55 cho đến 58.000 đồng. Hải Dương, 55 cho đến 57.000 đồng. Hà Nam, 56 cho đến 57.000 đồng. Quảng Ninh, 54 cho đến 57.000 đồng. Hải Phòng, 57 cho đến 58.000 đồng. Nam Định, 55 cho đến 57.000 đồng. Ninh Bình, 56 cho đến 57.000 đồng. Phú Thọ, 56 cho đến 57.000 đồng. Thái Nguyên, 55 cho đến 57.000 đồng. Vĩnh Phúc, 55 cho đến 57.000 đồng. Bắc Giang, 55 cho đến 57.000 đồng. Tuyên Quang, 56 cho đến 57.000 đồng. Bắc Cạn, 55 cho đến 56.000 đồng. Lạng Sơn, 56 cho đến 57.000 đồng. Cao Bằng, 56 cho đến 57.000 đồng. Lào Cai, 56 cho đến 58.000 đồng. Yên Bái, 55 cho đến 57.000 đồng. Yên Bái, 55 cho đến 57.000 đồng. Lai Châu, 54 cho đến 55.000 đồng. Điện Biên, 55 cho đến 57.000 đồng. Sơn La, 56 cho đến 57.000 đồng. Hòa Bình, 55 cho đến 57.000 đồng. Hà Giang, 55 cho đến 57.000 đồng. Tại Thanh Hóa, giá bình quân trong khoảng từ 54 cho đến 57.000 đồng. Nghệ An, 55 cho đến 57.000 đồng. Hà Tĩnh, 55 cho đến 57.000 đồng. Quảng Bình, 54 cho đến 56.000 đồng. Quảng Trị, 54 cho đến 56.000 đồng. Huế, 53 cho đến 55.000 đồng. Quảng Nam, 53 cho đến 56.000 đồng. Đà Nẵng, 55 cho đến 56.000 đồng. Quảng Ngãi, 54 cho đến 56.000 đồng. Phú Yên, 54 cho đến 55.000 đồng. Khánh Hòa, 54 cho đến 56.000 đồng. Bình Thuận, 54 cho đến 55.000 đồng.
Bình Định 54 cho đến 56.000 đồng, Kon Tum 54 cho đến 55.000 đồng, Gia Lai 53 cho đến 55.000 đồng, Đắk Lắk 54 cho đến 55.000 đồng, Đắk Nông 53 cho đến 55.000 đồng, Lâm Đồng 54 cho đến 56.000 đồng. Tại các tỉnh thị trường miền Nam, tại Bà Rịa Vũng Tàu, giá bình quân trong khoảng từ 54 cho đến 57.000 đồng, Đồng Nai 55 cho đến 57.000 đồng, Thành phố Hồ Chí Minh 55 cho đến 57.000 đồng, Bình Dương 54 cho đến 56.000 đồng, Bình Phước 54 cho đến 56.000 đồng, Tây Ninh 54 cho đến 56.000 đồng, Long An 53 cho đến 55.000 đồng, Tiền Giang 55 cho đến 56.000 đồng, Bến Tre 52 đến 55.000 đồng, Trà Vinh 53 cho đến 54.000 đồng, Bạc Liêu 53 cho đến 55.000 đồng, Sóc Trăng 52 cho đến 54.000 đồng, Vĩnh Long 54 cho đến 56.000 đồng, An Giang 54 cho đến 55.000 đồng, Cần Thơ 53 cho đến 54.000 đồng, Hậu Giang 53 cho đến 55.000 đồng, Đồng Tháp 54 cho đến 55.000 đồng, Cà Mau 54 cho đến 56.000 đồng, Kiên Giang 53 cho đến 54.000 đồng. Trên đây là bản tin giá heo hơi ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.